Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào chư liệt vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay và hai chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày về chủ đề Phật giáo và chính trị tại Vương quốc Phật giáo Bụt Thên trong vùng Hy Mã Lạp Sơn. Thưa quý vị, Bụt Thên là một trong vài nước hiếm hoi trên thế giới mà trong suốt dòng lịch sử luôn luôn độc lập, chưa bao giờ bị ngoại bang cai trị. Phật giáo là quốc giáo với 79% dân chúng là Phật tử. Từ năm 1972, Bụt Thên đã là quốc gia duy nhất trên thế giới khởi xướng quốc sách coi tổng hạnh phúc quốc gia Rose National Happiness là mục tiêu hàng đầu. Nội dung của chương trình này gồm hai chủ đề. Phần đầu là sơ lược lịch sử của vương quốc. Phần thứ hai, chúng tôi sẽ trình bày về công đức tạo dựng vương quốc Bụt Thên của vị Lạt Ma Tây Tạng có tên là Ngawon Namcha trong thế kỷ 17. Thưa quý vị, giống như hầu hết các nước có lịch sử dài trên thế giới, lịch sử thờ cổ xưa của Bụt Thên gồm những truyền thuyết thần thoại mơ hồ, không chính xác. Có những di tích khảo cổ cho thấy vùng đất ngày nay thuộc Bụt Thên đã có con người sinh sống cách đây hơn 2.000 năm. Thời đại lịch sử chính thức của Bụt Thên có thể được coi là bắt đầu vào giữa thế kỷ thứ 8 Tây lịch, khi vị đại sư của Phật giáo Ấn Độ là Ngài Liên Hoa Sinh từ Ấn Độ đến Tây Tạng và Bụt Thên để truyền bá Phật Pháp. Ngày nay, Đại sư Liên Hoa được Phật tử ở Bụt Thên tôn thờ ở địa vị cao thứ nhì sau Đức Phật. Trong những thế kỷ sau đó, Phật giáo ở Bụt Thên đã chịu ảnh hưởng từ những di dân đến từ Tây Tạng, và ảnh hưởng mạnh nhất là từ Tông Drupa, một chi nhánh của Tông Kim Cang Thừa Gelugpa, mà ngày nay đã trở thành quốc giáo của Bụt Thên. Do địa thế hẻo lánh và hiểm trở từ thời cổ xưa cho tới khi Phật giáo du nhập và phát triển ở đây, Bụt Thên luôn luôn là một xứ độc lập, không bị những thế lực ngoại bang xâm nhập và cai trị. Tuy nhiên, họ cũng không có một chính quyền trung ương mà chỉ bao gồm những lãnh địa nhỏ do các lãnh chúa lãnh đạo. Lạt Ma Ngawon Namcha từ Tây Tạng sang Bụt Thên lưu vong từ đầu thế kỷ thứ 17. Thế lực của tông phái Gelugpa Mũ Vàng ở Tây Tạng ngày càng lớn mạnh và uy lực bao trùm cả vùng ảnh hưởng của tông phái Pa gần thủ đô Lhasa, khiến cho một số vị lạc ma của tông phái này phải di cư sang Bụt Thên để thiết lập những tu viện mới. Trong số đó có Lạt Ma Ngawon Namcha, là người đã có công đức biến đổi Bụt Thên từ một lãnh thổ gồm những sứ quân do các lãnh chúa địa phương cai trị thành một vương quốc với một chính quyền trung ương do Ngài lãnh đạo. Lạt Ma Ngawon Namcha đã đến Bụt Thên vào năm 1616. Trong thời gian vùng lãnh thổ này chưa có một chính quyền trung ương, chưa có luật pháp và cũng chưa có một tôn giáo nổi bật. Vậy mà đến khi Ngài viên tịch vào năm 1651 thì trọn vùng phía Tây Bụt Thên đã có một chính phủ cai trị, và 5 năm sau đó thì toàn cõi Bụt Thên
đã thống nhất thành một quốc gia với một chính phủ trung ương và tôn dân có một tôn giáo là Phật giáo thuộc tông phái Trungpa. Khi Lạt Ma Năm Chợt mới từ Tây Tạng đến Bhutan, Ngài nhận thấy rằng cần phải thu hút sự ủng hộ của những gia tộc giàu và nhiều thế lực ở miền Tây Bhutan, trong khi họ đã là những Phật tử thuộc tông Trungpa. Nhờ sự ủng hộ của họ, Ngài đã lập kế hoạch kiến thiết hàng loạt những ngôi chùa và tu viện trong tất cả vùng thung lũng miền Tây Bhutan. Những tu viện này mau chóng trở thành những trung tâm tôn giáo và trụ sở hành chánh của các địa phương mà ngày nay vẫn còn tồn tại và hầu như đã trở thành một truyền thống. Lạt Ma Năm Chợt trở thành nhà lãnh đạo của Bhutan với danh xưng là Shibrun. Từ này trong ngôn ngữ Tây Tạng có nghĩa là Dhammaraja, tức là Pháp Vương trong Phạn ngữ. Sau khi Lạt Ma Năm Chợt viên tịch vào năm 1651, chức vụ Shibrun của người thừa kế dần dần suy giảm quyền lực, và trong vương quốc thường xảy ra nội chiến trong thời gian 2 thế kỷ. Đến năm 1885, một vị tướng quân có tên là Ujjain Wachar đã củng cố quyền lực để lãnh đạo toàn quốc và bắt đầu thiết lập bang giao với đế quốc Anh, hồi đó đang cai trị vùng lục địa Ấn Độ. Năm 1907, lãnh thổ Ujjain Wachar được chính thức tấn phong là quốc vương của Bhutan để khởi đầu triều đại Wachar theo chế độ cha truyền con nối với danh xưng chính thức là Drukpa, có nghĩa là Lâm Vương. Năm 1910, vua Ujjain và chính quyền đế quốc Anh đã ký một hiệp ước có tên là Bundakar để cam kết xứ Ấn Độ của đế quốc này sẽ không can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Bhutan. Trong khi đó, Bhutan chấp thuận để cho đế quốc Anh làm cố vấn về những vấn đề ngoại giao. Khi vua Ujjain Wachar băng hà vào năm 1926, con trai của ông là Thái tử Jimmy Wachar lên nối ngôi để trở thành quốc vương đời thứ nhì của triều đại Wachar. Khi Ấn Độ được đế quốc Anh trao trả quyền độc lập vào năm 1947, tân chính phủ Ấn Độ nhìn nhận Bhutan là một quốc gia độc lập. Trong năm 1949, Ấn Độ và Bhutan ký kết Hiệp ước Hòa bình và Thân hữu. Theo đó, Ấn Độ sẽ không can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Bhutan, nhưng sẽ hướng dẫn chính sách ngoại giao cho vương quốc này. Năm 1952, vị quốc vương đời thứ nhì của triều đại Wachar băng hà và con trai của ông là Thái tử Jimmy Dorji Wachar đang nối ngôi. Kể từ đó, Bhutan dần dần thoát ra khỏi tình trạng tự cô lập để hội nhập với thế giới bên ngoài và khởi đầu một kế hoạch phát triển với những tiến trình thành lập quốc hội Bhutan, quân đội hoàng gia Bhutan và tòa án hoàng gia cùng với một bộ luật mới. Bhutan đã gia nhập Liên Hiệp Quốc vào năm 1971. Năm 1972, vị quốc vương thứ ba của triều đại Wachar băng hà và con trai của ông là Thái tử Jimmy Shinji Wachar lên ngôi ở tuổi 16. Vị tân vương trẻ tuổi này chú trọng vào những chương trình canh tân như giáo dục hiện đại, phân tán quyền hành cai trị, phát triển thủy điện và du lịch và những chương trình phát triển nông thôn. Ông trở thành nổi tiếng của thế giới như là một người khởi xướng triết lý tổng hạnh phúc quốc gia, như là mục tiêu chủ yếu của chính phủ Bhutan thay vì chú trọng vào tổng sản lượng quốc gia như các nước khác trên thế giới.
trong chương trình của kỳ tới, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về đề tài tổng hạnh phúc quốc gia. Khi đã mãn nguyện với tiến trình dân chủ hóa, vị vua thứ tư của triều đại Winchester đã thoái vị vào tháng 12 năm 2006, thay vì chờ cho đến khi Bhutan ban hành tân hiến pháp vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 100 năm lập quốc. Sau khi ông thoái vị, con trai của ông là Thái tử Siam Khesa Namgyel Wangchuck đã lên nối ngôi. Thưa quý vị, ngày nay nhân dân Bhutan tôn sùng ngài Shabdrung Ngawang Namgyel, vị lạc ma Tây Tạng đã tạo lập quốc gia tiền thân của Vương quốc Bhutan như là một vị Bồ Tát. Đồng thời, họ cũng đề cao ngài như là nhà chính trị kiệt xuất và nhân từ, một vị cao tăng đắc đạo có nhiều tài năng xuất chúng trong tất cả các bộ môn như nghệ thuật vân vân. Ngài cũng là người ăn chay, chỉ dùng sữa và các thứ trái cây. Do tâm từ bi được huân tập từ giáo pháp của Đức Phật, lạc ma Ngawang Namgyel đã thi hành những chính sách cai trị coi trọng phúc lợi của dân chúng một cách tận tình. Thí dụ như ngài thường đi vi hành đến các địa phương cách xa thủ đô, do đó dân chúng không cần phải đi thăm ngài trong khi phương tiện giao thông rất khó khăn. Chính phủ của ngài tránh đòi hỏi dân chúng đóng thuế, vì ngài chủ trương rằng khi chính phủ cai trị và quản lý quốc gia một cách đắc lực và hiệu quả thì dân chúng sẽ cảm phục và tình nguyện đóng góp vào ngân quỹ quốc gia. Các sử gia cũng ca ngợi ngài như là một chiến lược gia quân sự tài ba. Trong thời gian ngài cai trị Bhutan, phải đương đầu với vài chiến dịch xâm lăng từ nước láng giềng Tây Tạng. Tuy nhiên, với tâm đại từ bi, ngài đã tìm mọi cách trong khả năng có thể để giảm thiểu tối đa tổn thất cho cả hai phía. Ngài không bao giờ xâm phạm vào các nước láng giềng. Lạc ma Ngawang Namgyel thường giành được thắng lợi cho Bhutan bằng những giải pháp ôn hòa để tránh chiến tranh. Vì vậy, sử gia Tenzin Tashi của Bhutan đã gọi ngài là một chiến sĩ Phật tử chân chính. Năm 1648, một đạo binh phối hợp của Mông Cổ và Tây Tạng đã xâm lăng Bhutan với chủ đích bắt sống Shabdrung Ngawang Namgyel và chiếm đóng toàn cõi Bhutan để cai trị. Trong thời gian đó, Tây Tạng đang ở trong thời hoàng kim cực thịnh. Mùa đông năm đó, liên quân Mông Cổ và Tây Tạng gồm những binh sĩ thiện chiến đã xâm chiếm một số phần đất của Bhutan. Phía quân đội Bhutan chỉ gồm đa số là những nông dân đã được động viên cấp thờ để chống quân xâm lược. Tuy nhiên, họ có tinh thần ái quốc cao và sẵn sàng chiến đấu. Các viên tướng của Bhutan muốn phản công ngay lập tức, nhưng Shabdrung Ngawang Namgyel đã ra lệnh cho họ là hãy chờ đợi thời cơ thuận lợi. Tới mùa xuân, trong một đêm không có ánh trăng, quân đội Bhutan đột kích những nơi đóng quân của đạo binh xâm lược trong vùng Baro phía tây Bhutan và bắt sống nhiều binh sĩ. Sau đó, lạc ma Shabdrung ra lệnh là hãy đối xử với tù binh như là những người khách, rồi tước khí giới và phóng thích họ về Tây Tạng. Khi biết tin về vụ đại bại ở Baro, phía binh sĩ Mông Cổ và Tây Tạng ở những nơi khác đã mất tinh thần chiến đấu và thua trong những trận giao tranh với quân Bhutan. Khi gần đến mùa hè, thời tiết ấm khiến cho những chiến địa có nhiều ruồi, muỗi, ong gây nhiều bệnh truyền nhiễm cho quân xâm lăng, vì trong máu của họ không có kháng thể miễn nhiễm như người bản xứ. Các sử gia thời xưa cho rằng
đây là ý muốn của các vị thần linh đã phò hộ cho Buddha. Nhưng về sau này, các sử gia thời hiện đại tin rằng vị Shakyamuni đã cố ý chờ đợi cho tới mùa hè khi thời tiết nóng thì mới giao chiến, trong khi binh sĩ Tây Tạng quen sống trong vùng khí hậu lạnh, cho nên dễ mắc những bệnh của vùng nhiệt đới. Sau đó, Shakyamuni đã cho phép dân chúng và binh sĩ ăn mừng chiến thắng. Ngài rất buồn lòng đối với những cái chết của binh sĩ của cả hai bên và ra lệnh làm lễ cầu siêu cho họ trong tất cả các chùa trên toàn quốc. Một thời gian sau đó, đứa cháu gái thân thương duy nhất của ngài đã từ trần. Ngài càng thêm buồn rầu và lâm trọng bệnh khi biết sắp tới ngày viếng tịch. Ngài đến an cư trong một tu viện và ra lệnh không ai được phép quấy rời ngài. Đó là năm 1651. Người ta tin rằng ngài viếng tịch vào tháng 3 năm đó, nhưng tin tức về cái chết của ngài đã được những người trong chính quyền giấu kín đối với người ngoài suốt mấy chục năm sau để tránh xảy ra rối loạn. Trong mấy chục năm đó, họ vẫn ban bố những sắc lệnh và công văn ký tên của ngài. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về Phật giáo và chính trị, đặc biệt là tại quốc gia Bhutan trong những chương trình tiếp theo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ, trang nghiêm. Most venerable Buddhist leaders and members of the Sangha, learned scholars, excellencies, ladies and gentlemen, I bring with me the goodwill and greetings of His Majesty the King, the Royal Government, and the people of Bhutan to this august gathering. Please allow me to take this opportunity to thank the most venerable Professor Dr. Pra Brahma Pandit, the International Council for the Day of Vesak, and the Royal Thai Government for the warm hospitality and the courtesies extended to me and my delegation. I echo the venerable Buddhist leaders and the most eminent speakers before me and reiterate that the full moon day of Vesak is indeed the most important day commemorating the birth, enlightenment, and the passing of the Buddha. I'm honored and delighted to be taking part in what has been and is going to be 2 days of presentations and events in a country that is renowned for its Buddhist traditions, rich cultural heritage, and as well as the warmth and hospitality of its friendly people.